nó không có đậm bao nhiêu mà tôi thấy nó nhập vừa cái này nó nhập kia cái kia. Bình Tân xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Thì hiện tại thì em đang ở Cao Lãnh Đồng Tháp ha mọi người. Thì em bữa nay em có qua cái nhà của cái anh chị mà hai vợ chồng ghen với nhau rồi giết rồi đốt chết hiêu ha mọi người. Thì bữa nay vợ chồng em đi vô quay. Rồi mấy cái điện thoại trên bàn thờ cũng lấy luôn hả? Bị lấy luôn hả? Lấy ngủ chứ nằm dưới đất thì em ngủ. Ngủ ra ngủ đây nè. Ngủ hợp chết giữ điện thoại mới để ra. Ai cái một giấy sợ một đêm cũng không đi chứ chưa không. Mình đâu có nghĩ là nó ăn trộm. Bữa nay cái phòng giống dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ gì? Nó cũng bị gan gì treo đâu rồi đây rồi. Cũng bị dọn dẹp xong nó treo lại. Nhưng mà treo lại á. Mẹ gì mệt mẹ. Đưa rồi. Đâu dẫn đi coi coi cái phòng này. mới bắt đầu hả? Bắt gì? Điện thoại không có che mất nhiều cũng. Dẫn anh vô coi phòng. Dẫn vào trong đây. Mày vô đây. Mày vô biết thôi. Mày đi mày. Đẩy ra nãy dở cho bên kia nó cũng quay chứ mày đẩy lại. Anh này đẩy lên hả? Trong phòng đó đó. Còn cái đó đi lên chèn khối này nè. Cái con cắn vợ có quay không? Bữa nay thì lấy mấy cái nằm mơ thấy ai mà có mặt đó đâu mà nó lớn anh chút không? Nó không có đậm bao nhiêu mà tôi thấy nó nhập vừa cái này nó nhập kia cái kia nhập về luôn mà tôi thấy ai nói thì hai đứa đó hai vợ chồng hả ba gà vịt rồi này kia nọ gà của nó để lại đó nói hết trơn luôn hả? Rồi có nói làm sao là đi không ạ? Thì nó giận vợ nó à nó đi làm hụi tuần á làm hụi tuần luôn từ sáng bán hủ tiếu tiếp gì bán xong rồi 9 giờ hay nó cũng không dẹp dọn không giận la hoài bây giờ 9 giờ tôi phải đi góp hụi từng hụi ngày giao cho người ta nó giận nó bỏ hết không có mần để nó đi xin tiền con nó về cho mình con này nó không muốn xài tiền của ai tự tay mình làm mà mình giao tiền ý nó vậy ông con bỏ tôi bỏ chứ tôi không có bỏ ngày nghề của tôi mà ngày thì sống một ngày cũng kiếm được 600-700 ngàn giờ ta giờ không có gì là lấy gì sống hết sách người ta rồi tại vì đó tôi già vậy nè tôi cũng phải mần chứ tôi không chịu xin xỏ đứa nào hết trơn bán hủ tiếu đó thì nhưng mà bà làm mơ thấy chị sao thấy chị nhập về sao thì cái mơ xác mấy đứa này nó về chứ không có gì không nó dám về gì đâu thế à vô xác luôn hả chị trời ơi có nữa hả vô xác luôn nhập xác về đó ta nói đó nhập xác về luôn mà con nói có đi đầu thai được chưa hay là còn là nhà cho nói chết thì đầu thai nói chết là người đầu thai không có nhập về nói gì cũng gỡ chùa rồi rồi hết rồi thì mấy đứa chỉ cho đi cúng năm người giữ ra chùa cúng đem gửi họ và cho nó ở nó tu niệm Phật có nhắc con không có về có hỏi con gái nó đứt ruột kêu con ơi sao bà nói mẹ ơi mẹ con ơi con mẹ không muốn bỏ con nó mấy con gái ha mẹ mẹ không muốn bỏ mẹ con không muốn bỏ con con này nó cấp quá trời cấp chứ bà giữ được sức mẹ bao nhiêu người ta cấp chứ không phải chuyện đâu hay tiếng vợ cho má nó gì nhập về luôn đó bà ăn uống gì được không? Gì hả? Cũng được. Đều muốn ăn ngay sáng rồi, ngày tối ngày ăn chứ. Lần rồi, một. Rồi hai ông bà còn bán ngoài kia không? Ăn nghỉ rồi. Nó bán nè, nó chết rồi ngày bán. Bà nó dòng cũng... chỗ chùa đó. Quá nhiều trong chỗ chùa bước qua cái đầu cầu bệnh đó. Bữa nào tôi với ông ngủ ngoài, bữa nào có hai cái chầu. Ba giờ rưỡi rồi phóng xuống rồi. Ra nè bắt nước lên. Còn hai chồng nói với đứa con ngủ con này rồi
Tới giờ bao nhiêu người ở ngoài cũng vậy. Buồn thôi là buồn, ai cũng nhắc nhở. Đi ngang cho nó buồn thôi là buồn. Lấy cái. Nằm mơ thấy ai mà? Đâu mà nó lớn anh chút không? Nó không có đậm bao nghe, mà nó thấy nó nhập vừa. Cái này nó nhập kia, cái kia. Nhập về luôn à? Không thấy ai nói. Thì hai đứa đó. Hai vợ chồng hả bà? Ba gà, vịt rồi này kia nọ. Gà của nó để lại đó. Nói hết trơn luôn hả? Ừ. Rồi có nói làm sao là đi không bà? Thì nó giận vợ nó. À. Đó, đi làm hụi tuần. Làm hụi tuần luôn. Từ sáng bán hủ tiếu tiếp gì. Bán xong rồi 9 giờ nó cũng dẹp dọn. Giận la hoài. Bây giờ 9 giờ thì phải đi góp hụi tuần, hụi ngày. Giao cho người ta. Nó giận nó bỏ hết không có mần. Để nó đi xin tiền con nó về cho. Mình con này nó không muốn xài tiền của ai. Tự tay mình làm mần với tiền. Ý nó vậy. Ông con bỏ tôi bỏ. Chứ tôi không có bỏ ngày này của tôi. Mà ngày thì sống một ngày cũng kiếm được 600-700 ngàn. Không có gì là lấy gì sống. Hết sách người ta rồi. Tại vì đó tôi già vậy nè, tôi cũng phải mần. Chứ tôi không chịu xin xỏ đứa nào hết trơn. Bán hủ tiếu đó. Thì nhưng mà bà làm mơ thấy chị sao? Thấy chị nhập về sao? Thì cái mơ xác mấy đứa này nó về chứ không có gì, không nó dám về gì đâu. Thế à, vô xác luôn hả chị? Trời ơi. Có nữa hả? Vô xác luôn. Vô xác gì? Nhập xác về đó. Bà nói đó. Rồi. Nhập xác về luôn mà có nói tức tối mà về. Có đi tàu thai được chưa hay là còn là nhà sao mới chết thì đi tàu thai. Nó chết là người đâu phải. Có nhập về nói gì cũng gửi chùa rồi hết rồi thì mấy đứa chỉ cho anh đi cúng đó. Năm mình giữ ra chùa cúng đem gửi họ giờ cho nó ở nó tu niệm Phật. Có nhắc con có về có hỏi con gái nó đức về kêu con ơi sao bà nói mẹ ơi mẹ con ơi con mẹ không muốn bỏ con nó mấy con gái ha. Mẹ mẹ không muốn bỏ mẹ, con không muốn bỏ con. Con này nó cấp quá, trời cấp. Bà giữ được sức khỏe bao nhiêu người ta cấp chứ không ra. Thầy cũng vợ cơ mã nó gì. Nhập về luôn đó. Đây nha mọi người, thì đây là cái căn nhà, cái khung cảnh mà của hai vợ chồng chị Hảo vì ghen vì tình đó, rồi là ông chồng ông đốt chết rồi ha mọi người. Thì cái khung cảnh cái nhà này ha, ai cũng rất là đau buồn trong cái sự việc này hết mọi người. Rồi em xin kết thúc video của mọi người ha. Em Tân xin chào mọi người.